À, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi Hồng Phượng và Quốc Cơ. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào các quý vị khán giả. Tên em là Bùi Minh Thắng, em hiện tại đang công tác tại công ty Liên Lạc Bông Sen. Còn em? Em tên là Phạm Thị Hương, em kém chồng em 1 tuổi. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và đồng thời cũng dạy thêm yoga nữa. Hai bạn là gặp nhau trong trường hợp nào và yêu nhau từ khi nào? Em với vợ em là đối tác của nhau, hai bên có mối quan hệ với nhau qua công việc. Hẹn vợ em là phải gặp nhau để xem mặt mũi thế nào để có thể tiện công tác, để xem cái trên avatar có giống không hay là cô dùng 360 để cô lừa mình. Nhưng ngoài đời sao? Ngoài đời thì thấy xinh hơn anh ạ. Gặp cái sấm sét liền không? Sinh năm 91 là hợp tuổi em này. Vợ em cùng quê em nhưng vào trong đây lâu hơn em thôi. Hai hợp. Ban đầu nhìn cô này là đã có cảm tình rồi. Dạ, và... đúng không? Dạ. Vậy thế còn em thì sao hơn? Lúc đầu khi mà em nhìn thấy ảnh là nhìn nó lượm thượm lắm, ảnh mặc cái quần rộng mà nó sờn cái tà ở dưới á chị. Rồi áo cũng vậy, mặc rộng thùng luôn, nói chuyện anh thật quá, không có hiểu hết được ý của ảnh và người khác cảm thấy khó chịu, nên là thành ra lúc đầu thì em cũng giống như người khác nên em không có cảm tình gì với ảnh cả. Như vậy chắc chắn là em phải theo đuổi cô này rất là khó khăn đúng không? Em theo đuổi vợ em là 1 năm trời. Rồi lúc đó em sao? Thí dụ như thà là một người bạn bình thường thì có thể là ê đừng theo tôi nữa nha, coi chừng bị đập á, nhưng mà đây ảnh là liên quan tới công việc của mình thì mình chỉ có thể nói là anh ơi anh đừng mất thời gian với em nữa, nhưng mà anh vẫn cứ theo như vậy đó, em rất là khó chịu luôn. Tóm lại là lì đó phải không em? Dạ. Không có để cho anh này có cơ hội mà nghĩ là mình có cơ hội để mà đi xa hơn nữa, thì anh mới kêu là thôi bây giờ em xuống em gặp anh đi rồi nói chuyện rồi một lần này nữa thôi cũng được. Thì khi mà xuống gặp ảnh rồi xong rồi ảnh ngồi anh nói là anh xin là thôi cho anh làm bạn thôi, rồi ảnh khóc, đó là em kêu rồi ok thôi thì làm bạn. Rồi cái cơ may nào mà để cho hai đứa tiến tới yêu nhau? Tiếp xúc nhiều hơn thì em thấy là bản chất của ảnh là tốt, thì từ từ dần dần rồi em nảy sinh tình cảm. Chuyện mà ảnh theo đuổi em á là ba mẹ em biết không? Anh tới nhà luôn, rồi anh cũng ghê lắm. Trung thu anh mua bánh tới anh tặng thì mẹ em không có nhận, bố mẹ cũng biết là em với anh không có gì hết, rồi là anh tỏ nó đi vô trong anh đưa cho bà nội của em, thì đến bà bố thôi bà nhận để tạo điều kiện cho hai đứa. Vậy là sau 1 năm là tụi em chính thức yêu nhau? Dạ. Chị thấy ai nhà anh không, em vừa mới đồng ý yêu là anh đòi hôn liền rồi, mà trong khi em là đó giờ chưa có hôn bao giờ hết. Nên là tự nhiên đòi hôn cái mình sợ chứ chị. Sợ cảm giác sợ, chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý á chị. Dạ. Rồi sau đó có cảnh giác là có yêu cầu anh phải thực hiện những cái cam kết gì không? Thì em có nói với anh là em với anh làm một cái giống như một cái thỏa thuận, nếu mà mình yêu và đi xa hơn nữa về cái trách nhiệm của hai bên, rồi nào là cái việc cái đó không được diễn ra trước hôn nhân. Cái vụ gì, cái vụ gì? Vượt rào á phải. Dạ. Rồi em soạn ra. Dạ, cái bản cam kết đó giờ còn giữ không? Dạ còn, ép plastic để ở nhà luôn ạ. Nói chung là cái điều khoản đó là tụi em thực hiện được hết. Dạ vâng. Và không vượt rào trước hôn nhân. Dạ. Bỏ biên bản luôn đi. Hỏi. Bây giờ hỏi cái lúc không, mà cái xé biên bản nó ra sao? Từ cái biên bản nó mới ra đó, cái xé biên bản nó ra sao đúng trong rồi. Đó. Tại vì mình biên bản là mình phải giữ cho nhau không được vượt đó, nào. Đó đó. Thì khi cưới rồi thì phải vượt chứ không lẽ giờ không có để biên bản hoài đúng không nào? Chắc chắn cái đêm đồng phòng chắc thú vị lắm phải không? Đâu có gì đâu thú vị anh. Nó giống như là bị hoảng loạn đó anh. Giống như là ai hoảng loạn? Cả hai luôn. Trời ơi, em cũng hoảng loạn nữa hả? Tại vì hai đứa cũng không có kinh nghiệm. Đều là lần đầu hết luôn. Dạ vâng. Tâm lý nó căng thẳng lắm anh. Ai là căng thẳng nhiều hơn? Cả hai luôn anh. Gồng hết mình luôn ấy. Là nghĩa là căng thẳng là đêm đó là sầu quần nhau luôn. Đúng không? Kể cho anh ta kể đi. Ủa, sầu quần mọi người thì nó cứ rần rần vậy đó. Tiếng ngộ ghê luôn á Bin. Hai đứa con rồi đó. Trời ơi, cả đứa con mắc mới gì cái vụ này. Muốn thêm đứa thứ ba nữa hả? Sao mới rần rần vậy? Kể đi em. Lúc đó là hoảng loạn. Rồi hả, giống như là nghĩ là ủa không biết là máy móc của hai vợ chồng có vấn đề gì không, sao nó lại như thế, tại sao mà máy nó không có được, là hoảng loạn luôn. Cái máy em không được thì có thể chấp nhận, nhưng cái máy này không được là sao ta? Chưa biết máy nào không được, máy em không đang hoảng loạn coi như là mệt quá rồi thôi. Hôm qua đêm thứ hai chắc được. Chưa được luôn anh. Còn em bức xúc quá, cảm giác là tâm lý nó lo lắng, có phải là chỉ có vợ chồng mình như vậy không hay là ai cũng như vậy, nên bọn em là đi hỏi bạn bè và những người có kinh nghiệm rồi. Hai vợ chồng cũng lên trên tìm Google. Em thấy trên mạng cũng chia sẻ mà hai vợ chồng cũng nhiều người cũng vướng mắc như mình, thế là cũng an tâm, bảo lúc đấy mới có thể được. Dạ vâng. Có nghĩa là chắc đến ngày thứ hai thứ ba là đi thả lỏng rồi đúng không? Vợ em mất tầm khoảng hơn tuần và đến có khi kéo dài đến một gần tháng trời. Đâu rồi. Em xíu cảm động đó. Rồi cứ cuối cùng lúc mà được thành công rồi thì cảm xúc sao? Em sao đã chị?
Vợ đã rồi còn chồng sao? Chồng... cũng sung sức lắm chị ạ. Dễ thương. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Tụi em cưới nhau được 1 năm 2 tháng. Có em bé chị? Dạ chưa. Chi vậy để cho anh ta ấy đi chứ ai mà như em á. Cưới xong mới có con liền đâu hưởng thụ gì được đâu. Ta lớn tuổi rồi, đúng không? Rồi sao? Cưới nhau về là 1 năm mấy rồi. Bây giờ có những cái chuyện gì mà chưa vỡ mộng về nhau hay không? Anh kể trước đi. Đúng lúc khi cưới thôi em mới biết là lúc đấy là cũng xảy ra nhiều cái vụ án mạng mà người yêu mà không giết cái người mình yêu mà không đồng ý ấy. Thế là vợ em cũng đây lo lắng cẩn thận là không anh này khùng nên anh lại giết cả mình. Thế là lúc đấy vợ em mới đồng ý. Dạ tại vì lúc đó nhìn ảnh giống như là cứ lầm vậy đó chị, lì lì rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Sau khi mà khám phá thành công rồi. Hiện tại thì em khá là hài lòng với chồng. Chỉ có một vài cái ngạc nhiên nhỏ thôi. Lúc mà yêu nhau á là em bảo là em không biết nấu ăn, anh nấu được, mai mốt về anh nấu. Cưới nhau về xong là em nấu ăn không, bởi vì anh nấu là anh không nổi. Thì nhưng mà anh cũng giữ lời hứa mà, là về anh vẫn nấu cho em ăn mà. Ăn được hay không là do em, được không được là do em mà. Thật xấu đó là anh là chơi game trên mọi thời gian và trên mọi không gian. Anh có thể chui vô trong toilet anh vừa cái anh vừa chơi game. Đêm đang ngủ như khi 2-3 giờ đêm mở mắt ra thấy ông chồng mình ôm cái máy game. Thật xấu đó phải không? Là nói dối, đó là nấu ăn dở ẹt mà dám nhận nấu ăn. Cái thứ hai là chơi game. Dạ. Dụ người ta đó. Dạ. Cái mặt này là mặt dại dại đi là vì game đây nè. Dạ. Chứ không có biến thái gì hết trơn á. Là bị game hành thôi. Mà chơi game mà chắc có lẽ là có khi nào mà quên tắm luôn không? Nhà em được cái ở giữa cả hai anh. Ôi chơi ra coi. Trời ơi, có nghĩa là cái này là vừa nói xấu chồng mà vừa khui ra tật xấu mình luôn. Dạ không có sao nói vậy anh à. Tiết kiệm nước hay sao? Lâu lâu mà cảm thấy người nó mệt mỏi quá chị, đi làm về mệt quá rồi. Thì là hôm đó là ở dơ. Em kể. Trời ơi, nãy em mới khui được có 1 cái thôi à. Dạ. Giờ có tật xấu gì nữa không? Đầu tiên là vợ em mê ngủ lắm. Hai vợ chồng hẹn nhau ngày chủ nhật là hai vợ chồng thức lúc 6 giờ để cùng dọn nhà. Vì cái ngày đấy ngày nghỉ thì mới có thời gian dọn nhà. Ngủ mình dọn xong hết rồi xong rồi gọi vợ dậy còn cũng không dậy luôn. Không dậy mà không có cơm nấu cho mình ăn luôn. Dạ. Tức là ngủ nướng. Mê ngủ. Và cái tật xấu thứ hai là cái không biết là quần áo, ủi quần áo đấy. Gọi là cần thiết phải là ủi ấy. Vợ em treo lên tầm khoảng 1 tháng là nó tự duỗi ra rồi bắt đầu lên. Em bảo vợ em nặng cho chồng cái bộ quần áo này thì vợ em ủi thế là nó coi như nhăn hơn cả lúc chưa khi ủi. Trong cái lúc nói chuyện giữa hai vợ chồng ấy thì lúc vợ em không có hài lòng ở bên bên ngoài, công việc bên ngoài, nói chuyện vẫn bình thường nhưng mà trong cái câu chuyện vẫn có tiếng nói bậy trong lên. Giống như là em, giống như khi mà em bức xúc cái việc gì đó thì em cứ kêu bà mẹ nó tức quá, dạ em hay nói những cái câu gọi là không từ phải là đó, quá từ đệm. Dạ từ đệm chứ không phải là quá bậy, tức là em lúc nó nói như vậy em cảm thấy nó thoải mái. Đó có phải là cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi? Là vâng, đó là một cái mong muốn vợ em thay đổi. Thế còn hơn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em chỉ cần mong ảnh là ảnh giảm cái việc chơi game đi và ảnh chăm chút bản thân nhiều hơn, bởi vì ảnh nó là trước giờ ảnh xề xòa lắm, nên là nhiều khi bây giờ còn hai vợ chồng thì em còn quan tâm tới ảnh được. Sau này thí dụ như em có con cái vô rồi cái nỗi bận tâm đó nó bị san sẻ cho con thì em muốn là ảnh có thể là tự lo cho bản thân. Dạ dạ. Còn gì nữa không? Ta đã bấy thôi, thôi đó hả? Ta vừa làm vợ chồng ta rồi còn khui ra nữa, đi đốt nhà hả hay là bắt dầu xăng vậy? Mình chỉ hỏi đi coi còn cái gì để bổ sung nữa không. Em cũng muốn biết được là khi mà hai vợ chồng mà chưa có bầu thì gặp anh Quốc Thuận là sẽ có thể có con. Ông Mụ, bây giờ thì em đổi đi Mr. Mụ. Em hy vọng là sau cái chương trình này thì vợ chồng em cũng sẽ có tin vui. Chúc luôn. Hôm nay thì nhân cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son thì anh chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, ngôi nhà luôn tràn đầy tiếng cười, và đặc biệt trong năm sau sẽ xuất hiện một thành viên thứ ba mạnh khỏe, kháu khỉnh và đẹp trai hoặc là đẹp gái đến với vợ chồng em. Dạ, cảm ơn anh.